Xin chào mọi người, hôm nay mình có một cái đàn cần bản thanh lý. Đó là cái đàn một vị khách hàng gửi mình bán. Cái đàn này có tên là Cordoba Fusion Series 14 Maple. 14 là 14 chín các bạn nhé. Fusion Series đó. Thì mình đã kiểm định rất kỹ là cái đàn này đúng chuẩn, là đúng xuất xứ của hãng chính hãng Cordoba, không nhầm được vì mình là người trong nghề. Ở đây có EQ Fitman và cũng là làm sản xuất riêng cho Cordoba ở đây. Đó. À, khách hàng có nhiều đàn quá mà như mình bán lại cái này. Mới mua. Mọi thứ của cái đàn đang rất là nguyên vẹn, không có vấn đề gì. Gỗ này, mặt sau này, đấy, mặt trước này, các bạn có thể nhìn rất kỹ. Đó, cần đàn trước và sau chính hãng Cordoba. Giá thị trường của cái đàn này là lúc mới mua là 21.500.000. Bây giờ khách hàng đang mong muốn bán lại với giá này, với giá là 18 triệu. Thì quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm cái đàn Cordoba Fusion Line New thì liên hệ với Văn Anh nhé.